Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức trực tuyến lễ công bố triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Miên tham dự phía đầu cầu Đà Nẵng. Ứng dụng VSSID là dịch vụ tiện ích trên thiết bị điện thoại thông minh, có nhiều tính năng tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, như cung cấp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia bảo hiểm, số khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, VSSID còn cung cấp các tiện ích tra cứu về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là bước tiến mạnh mẽ của Bảo hiểm Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, góp phần vào chiến lược số quốc gia và chính quyền điện tử, đồng thời đề nghị ngành bảo hiểm tiếp tục nhân rộng mô hình, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các công nghệ thông minh hơn để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.